đừng đem xe đi bán ve chai nha, không có được giá đâu. Hãy để cái xe phục vụ mình chứ để mình đừng có phục vụ nó, tốn kém lắm. Trò chơi này tốn kém mà đau đầu lắm. Thôi. Xin chào 500 anh em Min. Sau 1.000 lời yêu cầu, ủa mà không có ai yêu cầu hết nhưng mà tôi vẫn làm. Nói về cái trải nghiệm của tôi về Min thôi chứ tôi không có hướng dẫn hay là chỉ dạy hay là bóc phốt gì ai ở đây cả. Ok, và bắt đầu thôi. Mình đến với nó rất là tình cờ, thì như cái clip xe thổ tả và gã dơ hơi á, thì nó nói chiếc Min này là thằng Tâm Râu. Mình với nó đi lên Sapa thì dọc đường đi Yên Bái, xong rồi thấy nó dựng ở một cái vựa ve chai, nó dựng bên tường, cái thế là hai thằng quay lại mua luôn đó. Thì cái bệnh về Min thì nó rất là nhiều. Bây giờ mình không biết bắt đầu từ đâu hết, nhưng mà bắt đầu từ cái trong máy này ha. Cái bệnh đầu tiên mà anh em thường thấy là cái bệnh chảy nhớt ở đây, ở ngay chỗ cái xích hoặc là cái vòi voi. Nếu như xe anh em có cái vòi voi thì nó sẽ bị chảy nhớt ở cái vòi voi. Thì lý do dẫn đến việc chảy nhớt ở đây, ở cái cọng xích nó chảy lỏng tỏm xuống đây thì có rất nhiều lý do. Thứ nhất là lý do anh em đổ nhiều nhớt quá. Ở bên kia nó có cái con ốc thâm nhớt thì cứ đổ nhớt đến đó là được rồi. Lý do thứ hai nữa là cái phốt nó bị đứt cái cọng lò xo bóp phốt. Thứ ba nữa là nó bị xì ngay chỗ cái đũa côn, cái lỗ mà trên cái con ốc dằn cái bánh nhông á, thì nó có một cái con ốc và cái lỗ, thì anh em xịt keo silicon vào đó cho nó khô khô một xíu xong nhét vô dằn chặt lại thì nó sẽ kín vô đó thôi. Tiếp theo nữa là chảy nhớt cổ bô. Nó sẽ khiến cái chân phải của chúng ta rất là bẩn và lâu lâu nó rất là nóng. Thì giữa mặt tiếp xúc của cổ bô và cái bộ hơi thì nó sẽ bị dơ hoặc bị hở. Bị dơ thì nó sẽ đội lên, thì cái hỗn hợp mà xăng nó đốt không hết thì nó sẽ bị nhiễu ra ở đó. Thì anh em chỉ cần làm kín chỗ đó bằng cách ngồi làm cái miếng ron amiăng. Trước mắt là phải làm sạch hai cái bề mặt tiếp xúc, một cái bề mặt là cái cổ bô. Và những cái mà mình nói nãy giờ á, thì mình sẽ làm những cái clip riêng, ví dụ như cái làm sao để không bị chảy nhớt ở đây, làm sao không bị chảy nhớt ở đây, thì mình sẽ làm mỗi thứ là một cái clip riêng. Anh em nhớ đăng ký và nhấn cái chuông để nhận tất cả các thông báo về những cái video mình up lên. Ok, thì anh em phải làm sạch hai cái mặt tiếp xúc giữa cái cổ bô và cái mặt tiếp xúc ở trong cái này gọi là cái xi lanh ha. Đó thì chảy nhớt ở cái phần tiếp xúc giữa cái ống bô và cái cổ bô, thì anh em cứ làm sạch hai cái phần đó và mua một cái gọi là cái gì ta, cái cổ dê ha. Thì đại loại là như vậy. Ở ngoài mấy cái tiệm bán đồ điện nước đó, họ có bán á, thì một cái vòng bao nhiêu đây, vòng 40 phi 40 về, thêm ốc 8 ly vô nữa xíu cứng ngắc luôn thì nó sẽ không bị chảy nhớt. Đây sợ vô đây không có một miếng nào hết, đây nó một miếng nào hết. Thì cái mỗi người một quan điểm chạy xe thôi, còn cái mình thích là tôi thích xe nó sạch sẽ và đi đường dài tốt thế thôi. Rồi cái tiếp theo nữa là đáy dầm ha, cái căn bệnh mà
bình xăng con gọi là chế hòa khí á, mà ở ngoài ngoài Bắc mấy ông gọi là cái chế á, thì đó chế hòa khí là cái tên kỹ thuật của nó đó. Bộ đó nó sẽ trộn cái hỗn hợp không khí và nhiên liệu lại để đưa vào đây, thì nó là cái bộ chế hòa khí. Thì bộ chế hòa khí này nó bị xì, có bao nhiêu nguyên nhân nó bị xì? Thì có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ hai là cái bon tu tức là cái đóng cái lỗ chảy xăng xuống á, cái mặt ron của nó bị hư hay là nó bị rỗ hay là gì gì đó. Thứ hai nữa là cái phao xăng canh chỉnh không có chuẩn. Thì theo những cái mình biết á, thì khi mà canh xăng á, điều chỉnh lại cái mức xăng mà khi chảy xuống bình cái chén xăng này nè, thì nó sẽ là 1/3 chén xăng. Làm sao đó canh cho nó đúng 1/3 thì thả cái phao xăng vô, xăng nó trào lên thì nó không bị xì ra ngoài. Thì đó là cái bệnh tiếp theo là ở đây, cái bệnh chế hòa khí. Rồi cái chế hòa khí thì anh em muốn tìm hiểu sâu thì ra thợ ha. Còn tôi cũng đang xài cái chế tháp này được 3 năm rồi, nói chung xăng cộ cũng ổn lắm. Từ Vũng Tàu, từ Sài Gòn đi đi lên Đà Lạt là khoảng 300 cây, và đổ đầy bình xăng thì lên trển còn được 2 lít thì có hao không. Rồi tiếp theo nữa là cái gì, nó hay chảy nhớt ở giữa cái mặt, cái này gọi là nắp quy lát đi ha, cái nắp nắp để nắp ở trên cái bộ hơi thì gọi là nắp quy lát đi ha, mà hình như nó là nắp quy lát á, thì nó sẽ bị xì. Nó lâu lâu có một số xe thì nó sẽ bị xì nhớt ở đây và nó đóng bụi bẩn ở đây, nó đen thui nhìn thấy gớm. Lý do xì là giữa hai cái mạch đó, hai cái mạch tiếp xúc giống như cổ bô và cái xi lanh đó, nó không được sạch hoặc nó bị hở, bị vân, bị cong, hoặc là cái con ốc trên này vặn vào nó không kỹ, thì anh em cứ vặn vào cho nó nặng nặng tay xíu là được rồi. Anh em cứ việc comment và chia sẻ những cái bí kíp để chúng ta yêu mến hơn, để chúng ta đỡ phải lên xe đi bán ve chai. Cảm ơn anh em đã đón xem và nhớ subscribe, nhớ đăng ký kênh và coi những cái clip tiếp theo thì cũng rất là hay ho. Có thể là anh em nói không được, hoặc là anh em có cái này có cái kia anh em trình bày không được, thì anh em cứ bình luận ở phần ở dưới á, thì tôi sẽ tổng hợp lại và trong một cái kiến thức hạn hẹp của tôi thì tôi biết cái gì tôi chia sẻ cái đó thôi. Kiến thức là để chia sẻ mà, đừng đem xe đi bán ve chai nha, không có được giá đâu.